Hưởng ứng cuộc vận động tự hào một dải non sông do Trung ương Đoàn phát động, Quận Đoàn 3 tổ chức ngày hội tự hào một dải non sông năm 2024 với nhiều hoạt động sôi nổi. Tại lễ khai mạc, Quận Đoàn 3 đã phát động đợt thi đua 56 ngày đêm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với nhiều tuyến hoạt động trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tuyến với nhiều hình thức đa dạng, trực quan, sinh động, tổ chức các hành trình tham quan địa chỉ đỏ, liên hoan các nhóm nhạc thanh niên, chủ đề bản hùng ca Điện Biên, thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc. Quận Đoàn 3 cũng xác lập 10 công trình phần việc hoạt động cấp quận và 20 công trình phần việc hoạt động cấp cơ sở, hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 3 lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại ngày hội cũng ra mắt các tuyến đường, tuyến hẻm cờ Tổ quốc trên địa bàn quận đã, đang và sẽ thực hiện trong năm 2024, trao tặng bản đồ cho các cơ sở đoàn và các liên đội trường tiểu học, trung học cơ sở, tổ chức các gian hàng trò chơi dân gian, biểu diễn hoạt cảnh lịch sử Việt Nam đất nước anh hùng. Thông qua ngày hội nhằm giáo dục lòng yêu nước, tự hào về toàn vẹn lãnh thổ trong mỗi người dân Việt Nam nói chung, đoàn viên thanh thiếu nhi nói riêng. Qua đó vừa trang bị củng cố thêm kiến thức cho thanh thiếu nhi về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, vừa góp phần quan trọng vào việc giáo dục lòng yêu nước, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ Việt Nam.